Sáng nay, Tổng lãnh sự quán Indonesia tại thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức chương trình ASEAN Fun Walk đi bộ đồng hành nhân dịp kỷ niệm 56 năm ngày thành lập ASEAN. Đây cũng là dịp đánh dấu năm mà Indonesia giữ vai trò là chủ tịch khối ASEAN. Phố đi bộ Nguyễn Huệ nơi tôi đang có mặt hiện đang diễn ra chặng đi bộ đồng hành Fun Walk. Đây là hoạt động nhằm quảng bá hình ảnh ASEAN tại Việt Nam, đặc biệt tại thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình có sự tham gia của khoảng 1.000 người, trong đó có lãnh đạo các sở ngành trên địa bàn thành phố, tổng lãnh sự quán các nước ASEAN, cộng đồng công dân, doanh nghiệp các nước ASEAN tại thành phố Hồ Chí Minh và học sinh, sinh viên. Bên cạnh đó, chương trình còn phục vụ những tiết mục văn nghệ truyền thống đặc sắc của các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Tôi cảm thấy rất vui vì tổ chức thành công chương trình đi bộ đồng hành Fun Walk ngày hôm nay. Trong thời gian tới, Tổng lãnh sự quán Indonesia tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức nhiều hoạt động hơn nữa nhằm gắn kết người dân ASEAN. Qua cái chặng đi bộ đồng hành ngày hôm nay thì tôi nhận thấy đây là một cái cơ hội để không chỉ là nâng cao cái tinh thần rèn luyện sức khỏe, thể dục thể thao và cũng đồng thời là một cơ hội tốt để cho chúng tôi với tư cách là doanh nghiệp có cơ hội giao lưu với lại các doanh nghiệp khác trong cộng đồng ASEAN. Đúng như tên gọi Fun Walk thì tôi có thể cảm nhận được bầu không khí sôi nổi và hào hứng đang diễn ra tại đây. Và đây cũng là hoạt động nhằm góp phần thắt chặt tình đoàn kết của nhân dân ASEAN, đồng thời thể hiện quyết tâm nâng cao vị thế của ASEAN trên toàn khu vực.